Câu luôn anh em. Đây em ơi, này câu khúc sông này nha. Đây nè, có ông anh nắm câu đằng kia kìa. Mới vô à, mới dọn đây một lỗ nè. Mới dọn đây cái lỗ nè. Đây cái lỗ nữa nha, hai lỗ. Rồi giờ mình gãy, chưa gãy mồi rồi, quá mệt rồi. Có cá quặn lai gai nha. Này câu mình vô phao. Mình câu nay mình câu cám nha. Câu hai lưỡi luôn, lưỡi cám lưỡi trùng, lưỡi bữa đó dân cá quát luôn, cái rô bự quá quát luôn. Tại nước ở đây, nước kinh này nó cũng cạn nha, nên mình không có câu sâu được. Ăn liền không? Hai con luôn anh em. Một con cá chê, con cá rô luôn nè. Ăn nữa nè. Đứt lử luôn rồi. Đứt lử luôn em ơi. Rồi để mình tóm lưỡi mới nha. Anh em ơi, mới tóm thẻo mới chạy lớn luôn nha. Nè giờ nãy đứt rồi, cái gì nãy lôi anh em thấy không, ủng ủng không. Giờ mày hả bự, mày hả bự, mày hả bự, vô con cái cái thôi, mày hả bự. Trời ảnh. Có câu cám không nè. Cũng tiêu lưỡi luôn à.
Ai bự mày hả bự? Vô lửa sẽ có máy không hả? Mày hả bự? Một cá chê anh em. Đây. Nhỏ cá chê mini. Em quên em mới khăn theo rồi. Cám quý phụ già nha, phụ già kinh nghiệm câu cá dữ lắm nha, rừng càng già càng cay. Đường xe đét lên đi câu cá nha, câu này sáng xe về xe đét rồi. Anh em máy mình hết pin rồi anh em ơi. Giờ đấy mình ngưng đây nha, mình câu chút nữa có gì mình về mình cho anh em xem thành quả sau nha. Còn có 5% pin rồi, để ai có gọi gọi. Để ngồi hết pin tắt nguồn luôn. Nguyên một buổi cũng được như nè. Máy hết pin sạc nãy giờ được mớ, quay cho anh em xem. Nghe mình đổ đi, mình kiếm chỗ mình gọng nó chứ không có hết. Cá nhảy cái răng mà cầm camera luôn. Đây. Đây con cá chê nè. Đây anh em một gỗ luôn nha. Tại máy mình hết pin nên không quay cho anh em xem tới kết cục được. Mấy con cá trắng trắng là mình câu ở dưới sông, ở dưới cái kinh là mình ấy đó, lúc đầu á. Còn mấy con cá rô là mình câu trong hầm. Mấy hầm mình câu của cái clip trước á. Đây buổi câu mà được nhiêu nè. Mình đổ vô đây mình gọng lên mới được. Này, tối quá tối. Rồi video mình đang kết thúc nha. Anh em xem thì nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ kìa. Cảm ơn anh em nha. Đây cho anh em xem cái này nữa. Cặp cua Pháp con của mình đẻ xong mới tách nè. Mình còn đang bơm thức ăn lê gai nè, đây có cái bình nước, đây có cái chai bơm nè. Nó còn chưa biết mổ. Còn đây mẹ đang ấp trên này nè anh em ơi. Đây, đó. Rồi chào anh em nha.